Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là bọn mình đi gặt lúa ở trên rẫy mọi người nha. Đấy mọi người, sáng giờ là bọn mình làm cũng gần xong rồi mọi người. Còn một đám này thôi mọi người nha. Đấy, bây giờ là bọn mình đang rất là tranh thủ để làm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó tăng điện thoại nó đầm đi từ hai con thì nó ruộng không mà đầm điện kìa mất đầm thung đéo ấy. Mười điểm về chỗ vậy. Kêu cổ có rung rõ coi ư hả? Mình bút cá gấu cả
Cua bé là tợ. Kì ca. Khang thì băng còi. Bây giờ là buồm hàng vẻ ít đấy cân. Hai ba. Hôm nay mọi người đập rúa rất là sôi nổi luôn. Ít mông ở sức sau cũng khang nhỉ. Ôi cặp rẹ bay luôn khang ơi. Cặp bát là đấy km luôn. Đều là ăn gan đấy.
Mấy ca ăn được bảo. Dạ bảo. Tú bao ngu lời. Tom phải tập rồi. Không quen. Ngày đưa mày tay bên sân nhất bùi rồi. Lâu ấy. Mua chicken. Tìm mình chắc chắn bằng chắc chung chung mày tinh rôn tìm cái bình thường thì thôi nhưng không tầm thường đấy. Hồ tại ăn xa chứ ý. Chẳng diện tia dụ lắm. Mỹ ơi, bà hỏi đợi anh nay cần nó quay mời ấy. Tại bộ tọ mà yếu.
sang chúa.